Alo, chào cả nhà nha. Bữa nay mình sẽ thử thách ăn ớt. Mình sẽ cắt ớt ra mình trộn với cơm nha cả nhà. Đây là cái này sáng mình mua như là gần nửa ký ớt á. Bắt đầu mình sẽ thử thách nha. Rồi cả nhà ơi, bữa nay là thực phẩm của mình đây là cà nha. Đây là cái dĩa tượng trưng cái dĩa ớt nha. Đây là kho, đây là cơm. Còn này ớt mình đã sắt rồi nè, mình sẽ đổ vô đây nha cả nhà. Đó, đó mình sẽ đổ vô đó là mình sẽ ăn. Cả nhà thấy không? Đó, bữa nay thử thách là mình ăn ớt nha. Cái này mình để cho cả nhà xem thôi, nhưng ớt này là mình đã sắt đây là ha, gần 30 trái ớt á. Hello cả nhà trở lại với kênh câu chuyện trên đời vlog nha. Bữa nay thì sẽ thử thách ăn ớt. Hài quá lạ luôn. Đây. Quá xuống. Ồ, vừa nóng mà vừa cay á. Không đúng thôi luôn. Bữa nào thử thách ăn luôn. Chị nó đổi gì hứa hứa vậy. Nhà thấy ớt không? Đó. Ừ.
ngon dữ thần luôn. Cả nhà thấy không? Nè, hai cái mỏ của mình nó đỏ luôn. Giờ thở ra khói luôn cả nhà. Cay thiệt. Bữa nay là mình ăn là tính ra là nếu mà ăn hết luôn á, ăn hết này luôn á là có khoảng 300 gram ớt á, nhưng mà cay quá ăn hết nổi cả nhà. Sưng môi à. Nước suốt cay rồi này kia dữ lắm luôn á, nhưng mà cái này là cay gấp làm 10 lần như vậy luôn, suốt luôn.
ngon lắm nha cả nhà, cay nhưng mà ngon lắm. Sống nha.